Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính làm sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi rồi. Anh thích lắm nè cưng. Rồi anh chào anh. Rồi chào em. Em tặng anh với chị Hồng Vân vỏ trái cây. Trời ơi thích thật. Cảm ơn này em đó, hả? Thích dạ. Thật. Rồi chúc anh gửi cho chị Hồng Vân hai trái còn nhiêu anh lấy hết. Nói nghe nè, rồi em giới thiệu về bản thân coi nào. À dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và anh bên kia Tường Hoa ạ. Kính chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Linh, hiện tại em đang công tác và làm việc tại Cần Thơ. Em là người gốc Cà Mau ạ. Công việc của em hiện tại là giáo viên dạy múa ạ. Mình dạy là mầm non hay là trung dạ, học hay em là... dạy cao đẳng ạ. Em dạy cho các bạn học sinh lớn học trung cấp ạ. Rồi mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả. Tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1982, nghề nghiệp kinh doanh là cũng ở Cần Thơ luôn. Dạ. Là kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào anh xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai lắm anh. Tóc đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Còn lúc này sao? Lúc này cũng phong độ. À được. Rồi em giới thiệu về mình đi. À, dạ em điểm mạnh điểm yếu. Dạ vâng ạ. Dạ điểm mạnh điểm yếu của em á là điểm mạnh của em á là em yêu thích nghệ thuật. Em chuyên về nghệ thuật là nhiều ạ. Em có thể nấu ăn, yêu thích con nít. Còn điểm yếu của em á thì em hơi là nóng tính, ít nói hả chị? Của em múa gì? Múa đương đại hay là múa? Dạ em là giáo viên dạy múa dân gian ạ. Múa dân gian dân tộc. Em trai em dạ. Điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi. Dạ ưu điểm em thì nấu ăn ngon, thể thao, không có hút thuốc, không có ăn nhậu, chỉ lo ra làm thôi. Rồi em sao tình duyên sao được mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình không chính thức ạ. Chia tay mối tình thứ nhì bao lâu rồi? Dạ cũng chắc cũng khoảng được gần nửa năm ạ. Còn đàn trai em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng hai mối tình, năm 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu hả? Dạ hồi đó em nhát lắm. Dạ, quen nhau được một năm mà chia tay. Mối tình thứ hai thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Lý do chia tay là gì em? Dạ mối tình đầu là do người đó ham tiền quá chơi. Mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó. Mối tình thứ hai do ghen bóng ghen gió với lại là lập trường không có vững đó. Rồi cũng chia tay. Dạ em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không? Anh ấy phải là cầu tiến, biết làm ăn chẳng hạn. Nếu mà không được công việc nhà nước như em á, thì cũng phải biết làm ăn, biết tự lập, thương yêu, kính trên nhường dưới. Bên đó là dư luôn rồi đó. Dạ. Còn ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình á, em có hói một chút cũng không sao. Hói một chút cũng dạ. Sao phải không? Cái này được nè, cái này được đó nha. Chăm chế được. Hói nhiều. Nhưng mà anh ấy phải cao hơn em một cái đầu, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Ồ, em cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m6. Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy cao ơi? Cao 1m6. Dạ, cao 1m78 chưa? Wow, rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi. Rồi, ngon lành. Ừ, ngon lành liền. Dạ. Được rồi, tôi qua tôi coi đàn gái sao mà... Em chào anh. Dễ thương ha. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Những điều gì mà em không thích nhất ở đàn ông em gái? Thiếu rõ ràng trong cách cư xử giữa người với người hoặc là trong chuyện tình cảm. Anh là anh, em là em. Dạ đúng. Em gái mưa là em gái mưa. Dạ không hề, không thể, em không chấp nhận em gái mưa gái luôn. Gái mưa với mây cái gì? Mưa em gái mưa lâm râm được không? Dạ không luôn. Quan điểm của em là không có mưa gió, không có cái gì hết trơn, không có mưa gió gì cả. Mệt mỏi, ừ. Biết đâu có em dạ, gái xong. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Em ơi, dạ. Thằng trai hơi bị ghê đó nha. Chị nói em biết trước vậy đó. Chị thấy vỏ trái cây là chị thấy lời rồi. Em không thích người phụ nữ ở cái điều gì? Dạ, em không thích là ăn chơi với lăng nhăng. Có ăn chơi không? Dạ không. Có lăng nhăng không? Dạ càng không. Dễ gì, tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có ăn trai mưa rồi. Rồi bộ ok đó. Hỏi người thân đi Vân. Tu chí làm ăn nè, đúng được. Không? Dạ. Đó. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ em ạ. Chị họ. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào bên nhà trai và tất cả các bạn khán giả. Em là Bảo Ngọc, chị họ của Thảo Linh.
thì em thấy là cái anh bên đây về ngoại hình tướng tá ngon lành, tính tình thì thật thà, đặc biệt là anh thì chuẩn bị trái cây, còn bên đây thì bánh, mà rất là hợp với nhau, có bánh và có trái. Em với Linh chơi chung với nhau từ nhỏ thì Thảo Linh thuộc thoại là người phụ nữ rất là hiếm có thời buổi này á, dù là làm nghệ thuật nhưng mà lại rất là giản dị, và ra đường thì không có biết tha son chét phấn gì trơn á, nấu ăn ngon và giỏi việc nhà, gọn gàng ngăn nắp lắm, nên anh yên tâm. Bạn đi với ai? Dạ em đi với em. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân, với tất cả mọi tổ chức và bên đàn gái ở bản. Tính anh Nam là người tốt, cực kỳ giỏi việc nấu ăn và việc nhà, kinh doanh rất là giỏi. Thì cho em xin nói về bạn gái bên này, nói với anh Nam là em thì đối với em thì được, anh cứ mở nắp. Anh cứ mở nắp. Lộng mở cái màn. Mở cái màn ra xem đi, nếu mà được thì mình thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, Nam có làm nghệ thuật không em? Dạ có anh. Nó ngày xưa gì? Cũng anh cũng có đi đóng phim á. Trời ơi. Đóng mới về phụ không anh? Đóng phim rồi đó hả? Dạ. Đóng phim gì? Phim Vượt Qua Nỗi Đau với Dốc Sinh Tồn á. Dữ vậy hả? Đóng vai gì? Vai Sáu Đen. Vai Sáu Đen. Đó. Vai Thợ Mộc, vai báo nữa. Chút mở rào ra em diễn đại ca Sáu Đen cho bên gái con. Dạ em thích diễn tình cảm hơn anh ơi. Thì bên kia múa, bên đây đóng phim, trời ơi ngon lành. Tôi mở rào liền đi ha. Rồi. Tặng quà, tặng quà. Trời. Dạ, chào anh ạ. Anh không nhắc là em quên. Không nhắc quên nữa. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn em. Quà gì, quà gì nói cho bạn gái biết đi em. À, là mỹ phẩm. Là bánh này là do tụi tao em làm. Rồi, cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ thì rất là ổn định ạ. Về ngoài cũng ưa nhìn, dễ thương. Còn anh nhìn em là như thế nào? Thấy em cũng hiền, dễ thương. Dạ em cảm ơn. À em có một câu hỏi như thế này. Nếu mà em không được như người chị họ của em, tại vì chị họ của em yêu thương em thì nói là như vậy, mà em không được như vậy thì anh có thất vọng không? Cũng không thất vọng vậy. Bây giờ nè, bạn này chắc cũng không có mạnh tay mạnh chân được đâu. Yếu quá. Dạ. Mình phải mạnh mẽ luôn, đóng vai đại ca sao. Giờ anh thử một đoạn nha. Quýnh lộn bị người ta quýnh không? Không, bây giờ thử diễn đại ca nè, bước tới nè. Nói cho cô biết nha. Cô mà không trả chiều nay, trả tiền cho tôi đó. Trả tiền hụi cho tôi đó. Nhốt cô nhồi nhà nghỉ đó. Coi như anh đạo diễn nè. Chuẩn bị, máy quay, bắt đầu. Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em muốn từ từ à. Từ từ anh bỏ vô em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi lỡ đi. Em không có tiền, giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh trừ tiền. Vậy ha, đặt hẳn vấn đề luôn. Dạ rồi, với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi, rồi nợ ai đâu cả trời. Bác làm trừ tiền được anh. Em múa một đoạn nào đó. Đúng rồi. Dạ. Giới thiệu bạn trai biết tài năng của mình. Dạ vâng, em cũng muốn xin tặng chương trình cũng như anh chị MC và bạn Nam một điệu múa nhẹ nhàng về quê hương ạ. Bé giống hành thúy. Em xin cảm ơn ạ. Rồi kế hoạch sao, sinh con sao? Dạ em thích một trai một gái chị. Em là cực kỳ thương con nít luôn. Ở sớm anh cũng thích con nít lắm, hay dạ. Chơi với đứa nít. Buổi tối thì em cũng có dạy thêm, nhưng dạy full tuần luôn. Dạ. Nếu thí dụ như hẹn hò thì anh có chờ được không? Chờ lần tháng gặp nhau mấy lần. Kiểu như là cũng có giờ, kiểu như buổi tối thì em dạy từ 6 giờ đến 7 rưỡi. Thì sau đó thì vẫn có thể hẹn hò. Giờ đó thì cũng rảnh. Dạ. Anh có muốn hỏi gì thêm em không? Được em. Được. Để tao đút bấm. Chuẩn bị sẵn sàng sau 3 tiếng đêm.
3 2 1 Hết thời gian. Anh xin lỗi. Dạ không sao ạ. Tại sao em lại không bấm? Dạ em thấy chưa có rung động. Đã, chương trình đã nói rồi, phải rung động mới bấm, còn không rung động hãy nhường cơ hội cho người khác. Cảm ơn em đã tham gia chương trình, mong rằng hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Hồng Vương. Em năm nay 29 tuổi, sinh ra tại quê hương Diễn Châu, Nghệ An. 5 năm tuổi thì em theo gia đình vào Đắk Lắk xây dựng vùng kinh tế mới. Tới năm em 18 tuổi thì em xuống Vũng Tàu sinh sống và làm việc cho tới bây giờ ạ. Tới giờ hiện nay đang ở Vũng Tàu với ai? Tới giờ thì em sống ở Vũng Tàu một mình. Em đã từng làm nhiều nghề rồi, trong đó có một nghề em làm lâu nhất, đó là em làm quản lý khách sạn. Em làm quản lý khách sạn là em có từng chụp hình với anh rồi đấy. Ủa vậy anh có vô khách sạn hả? Anh có dẫn vợ anh và hai nàng công chúa. Trời may quá. Trời ơi, tôi nhóm vậy rồi đó Linh. Tôi nhóm vậy rồi luôn á. Tôi sợ nó nói vô với ai. May quá. Ủa rồi bây giờ em đang làm gì cưng? Cũng quản lý khách sạn luôn. Hiện tại thì em đang còn kinh doanh homestay. Và em làm thêm về bên môi giới bất động sản của nhà kinh doanh. Homestay ở Vũng Tàu hả? Ở Vũng Tàu đúng rồi. Linh nhớ lấy địa chỉ Linh đặng né. Không, mình đi với vợ con mà đi ai đâu mà né. Rồi, thôi em sao nè, gỡ cho anh Linh đi, anh rối lắm rồi, tự giới thiệu nói vâng lớn lên là lớn. Dạ, cảm xúc em của anh. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào và em. Chào anh Vương. Chào em và chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin được tự giới thiệu, em tên là Thủy Trúc, năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng tại xí nghiệp công nghiệp và dịch vụ ô tô. Dạ. Ở đâu em? Dạ hiện tại em đang công tác tại Thủ Đức ạ. Nhà em ở Gò Vấp. Là hiện tại là mình ở Vũng Tàu luôn hả anh? Đúng rồi em, anh ở bãi sau á. Anh có thấy khoảng cách giữa em với anh có xa không? Anh nghĩ là một chuyến xe nó chỉ mất 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì nếu như 5 giờ chiều mình tan ca thì 7 giờ tối vẫn có thể gặp được nhau rồi. Là anh từ Vũng Tàu anh lên Sài Gòn đúng không ạ? Đúng rồi em. Anh nghĩ là nhiều người nói thế này này, tức là khi chúng ta rảnh chúng ta gặp nhau. Nhưng mà anh nghĩ là nếu như mình cần và thích nhau á thì chúng ta sắp xếp cố gắng để mà có thể rảnh để gặp một ai đó. Dạ. Hay. Cho nên là anh chỉ dành nhiều thời gian nhất có thể của bản thân mình. Quan trọng là tình yêu có thăng hoa không thôi. Nếu mà tình yêu đủ thăng hoa, đủ chín á là dọn từ Vũng Tàu về Sài Gòn luôn. Chuyện đó bình thường. Ừ, thế còn bây giờ bạn giới thiệu hết những gì mà mình muốn nói để cho bạn trai kia hiểu về mình. Ưu điểm của em á, thì em hoạt ngôn, hòa đồng vui vẻ với mọi người và chân thành. Còn yếu điểm của em thì em khá là nhạy cảm. Tại vì em sống thiên về tình cảm. Cho nên là em sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, đặc biệt là những người thân của em. Đó. Còn cái khuyết điểm nữa là em là người rất là thẳng tính. Tức là em không hài lòng một cái vấn đề gì đó là em nói thẳng luôn. Nói liền luôn, dạ, không có để bụng. Dạ đúng rồi, em nói liền luôn. Dạ. Em cũng có thích nhậu nữa. Dạ, em không biết là bạn nam ở bên kia như thế nào, nhưng mà lâu lâu á thì em hay cùng đồng nghiệp và cùng những anh chị em là đi nhậu với nhau. Tửu lượng của em là tính như thế nào? Tính ly hay là tính lon? Em uống ly chị. Rượu phải uống bằng ly chứ đúng không? Dạ đúng không, rồi. Tính lít đó. Tính bằng xị hay là tính bằng lít đó anh Linh hỏi vậy? Dạ xị thôi ạ. Xị. Dạ. Em ơi, anh hỏi chút này. Dạ. Em bảo là 5 lon là em còn kiểm soát được, vậy thì em có hay không kiểm soát được bản thân không? Dạ không anh. À. Dạ. Rồi, em trai, bây giờ em phải nói điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là tính em thân thiện, hòa đồng và có khả năng giao tiếp tốt với mọi người. Đúng rồi, quản lý khách sạn mà. Đủ mọi lứa tuổi, tức là em có thể nói chuyện và chơi với những bé 1, 2, 3, 4 tuổi cũng được. Quá tốt. Hay là đến những người lớn tuổi, 60, 70 tuổi. Giống anh đó, anh là giao tiếp, ai cũng được hết. Mình nói chuyện tình yêu đi. Dạ. Bên kia có mấy mối tình rồi em gái? Dạ, hiện tại thì em có 2 mối tình ạ. Hiện tại hả? Dạ không, em nhầm trước đây ạ. Mối tình dài nhất là khoảng 3 năm, nhưng mà tụi em yêu xa. Rồi mối tình ít nhất là mấy năm? Dạ 1 năm ạ. Thì do bên em, tụi em không cùng quan điểm với nhau. Hồng Vương, em có mấy mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là hồi còn đi học cấp 3. Rồi. Thì đó là mối tình đầu. Mấy năm? 2 năm ạ. Rồi mối tình kế tiếp? Mối tình kế tiếp thì là mối tình hồi sinh viên. Mấy năm? Thời gian cũng diễn ra rất là ngắn. Chỉ mấy tháng thôi. Mấy tháng rồi. Sau đó thì mối tình gần đây nhất thì em có yêu nhau là 2 năm. Vậy là cũng gần 5 năm. Dạ. Với tình yêu rồi. Dạ thì tại sao lại
chia tay với mối tình đó? Hai người tình yêu chưa đủ lớn để có thể sẵn sàng thay đổi vì nhau. Quan điểm mà khi tiến đến hôn nhân gia đình nó khác nhau. Em có thấy mình có thiếu sót gì trong các mối tình đó không? Em nghĩ là bản thân mình biết em là học thiếu sót cái gì là quan tâm với đối phương hơn. Đó, tức là cái thiếu sót của mình là mình thiếu quan tâm đến đối phương. Cái này mình phải rút kinh nghiệm. Bởi vì trong tình yêu nếu không quan tâm chăm sóc thì tình yêu không đủ lớn. Tại sao tụi anh lại nói chuyện về quá khứ? Tức là sau những mối tình thất bại đó mình rút kinh nghiệm gì để mình biết, để mình bổ sung cho cái mối tình mới, chứ không phải là mình moi cái chuyện quá khứ làm gì. Rồi, như vậy là rõ. Chúng ta sẽ đến với những cái gì mới hơn, một cái mối tình mới, và cố gắng chăm sóc những cái gì mà thiếu thôi từ ngày xưa giờ nha. Em ơi, với em cái người bạn gái mới mà em muốn tìm hiểu thì em muốn cái bạn đó phải như thế nào? Em chào chị. Chào em. Em thích chị từ ngày mà đóng những phim hài với anh Xuân Hinh á. Trời ơi, công nhận cái trí nhớ của bạn này rất là tốt, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là chưa bao giờ em thấy chị ở một khách sạn nào. Trời ơi. Sao bây giờ em nói cho chị nghe coi là cái bạn gái của em á, bây giờ em muốn bạn như thế nào, ngoại hình ra làm sao, hay là phải giống với một cái mẫu hình lý tưởng nào mà em nghĩ trong đầu? Em thì em không một hình mẫu lý tưởng nào cả. Em thích cảm giác yên bình bên một người có tính cách mà họ thiện lương, biết thương cảm với những hoàn cảnh khốn khó. Và nếu một người thích kinh doanh càng tốt. Là bây giờ mình đang làm homestay với lại ngành bất động sản. Dạ đúng rồi. Thực ra thì em thích những người phụ nữ có tính cách một truyền thống pha chút hiện đại ấy. Cố gắng vun vén cho gia đình cũng như cho dòng họ hai bên nội và ngoại. Mọi thứ nó hài hòa. Có những khi mà mình hơi quá một chút thì hai bên tự cân bằng với nhau. Mà nóng tính quá thì nhiều điều sẽ không hay nói trong lúc mà mình quá nóng. Chào xem đàn gái. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh. Em là cô gái rất là thông minh. Dạ. Anh nghe nói thôi, anh biết rằng em là người giao tiếp cũng rất là tốt. Dạ em cảm ơn anh. Em thích không thích điều gì đàn ông? Em nói điều em thích trước đi. Dạ, thứ nhất em thích một người đàn ông chân thành, ấm áp, biết cách cư xử với lại người lớn. Còn cái điều mà em không thích đó là, thứ nhất là keo kiệt, gia trưởng, lăng nhăng, và thích thể hiện mình á, tức là không có khiêm tốn. Em qua cái tuổi yêu đầm thắm, yêu cuồng nhiệt rồi. Bây giờ tức là yêu... bây giờ em chỉ muốn một cái tình yêu em đềm thôi. Em đềm đúng không? Dạ đúng rồi. Mình chưa gặp nhiều, mình chưa biết như thế nào, nhưng mà qua các chỗ tiếp thì nghĩ rằng người đàn ông này có thể nói là 80-90% đúng với những gì tiêu chí bên đàn gái đó. Rồi để tôi hỏi chuyện nhà trai chút xíu nè. Nói nghe nè bé. Ví dụ đi, cái cô bạn gái này nè, cô nói bây giờ cô muốn em chuyển về Sài Gòn với cô, thì em có đồng ý không? Em nghĩ là nếu hai người mà đã quyết định một cách chắc chắn sẽ đến với nhau, xây dựng thành một hạnh phúc gia đình ấy, thì nơi nào có thể phù hợp với bản thân của hai đứa thì mình sẵn sàng về nơi đó. Y như anh, tức là khi người ta đã xác định mình lấy nhau, mình cưới nhau, thì ở đâu có điều kiện, có công việc ổn định, có sự phát triển về kinh tế, chúng ta sẽ quyết định ở đó. Bạn nam này rất đẹp trai nè, mà ăn nói thì rất là ngọt ngào. Nhiều khi mình ghen lộn lên mình chịu không được. Ví dụ vậy thì sao? Xa quá trời luôn. Thì đó. Có xa. Vấn đề quyết định là do hai do bạn. Do các bạn thôi. Dạ, em có một cuốn sách tặng anh. À, cảm ơn. Dạ, anh cũng hay đọc sách à? Anh thích sách từ nhỏ. Dạ, vâng. À, anh có thể mở ra xem là tựa đề cuốn sách được không? Dạ, được ạ. Tựa đề cuốn sách là Bạn đắt giá bao nhiêu? Cái này là nội dung của nó là về kinh tế hay là về gì em nhỉ? Dạ, về tâm lý, tình cảm. À. Dạ. Anh đã đọc cái cuốn Hiểu về trái tim này chưa ạ? Anh đọc rồi. Cuốn Hiểu về trái tim của tác giả Minh Niệm. Thì anh muốn gửi đến em cái này là với này. Anh vốn là người rất sống rất là chân thành. Anh nghĩ là những gì từ trái tim á, nó sẽ đến với trái tim. Kèm theo đó, thực ra cuốn này thì hầu như là doanh thu bán sách đều mục đích để làm từ thiện. Dạ. Cho nên anh xin gửi em những món quà này, mong em đọc nó. Dạ vâng, em rất cảm ơn anh ạ. Dạ. Anh nói về cuốn sách Hiểu Trái Tim cho em nghe. Anh là chủ tịch hội Hiểu Về Trái Tim. Tụi anh sản xuất ra cuốn sách này để bán, để lấy tiền mổ tim cho trẻ em. Cũng nhờ cuốn sách Hiểu Trái Tim này mà tụi anh mổ gần 2.000 ca mổ tim cho trẻ em. Gọi là kém may mắn trong cuộc sống đó em. Dạ. Rồi bây giờ thì các bạn có thể trò chuyện cảm nhận về nhau lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó. Anh có gì hỏi em không? Nói về chuyện ăn nhậu đi.
thôi mình bỏ chuyện ăn nhậu một bên đi. Không, em xin phép em hỏi một chút xíu mình chuyện như người đàn ăn nhậu mình không của em không thích em ăn nhậu. Dạ. Em có sẵn sàng thay đổi không? Cái tính chất công việc của em thì cũng có giao tiếp với khách hàng, cũng có đi với bạn bè. Nhậu em nói ở đây không phải là gọi là bê tha hay gì đâu, anh đừng có lo. Dạ, tức là mình giao tiếp thôi. Anh một, sợ hả? Một tuần thì anh giao tiếp sợ nhậu hay sao? Một tuần em giao tiếp mấy lần? Mà anh này vào thì cuối anh cuối tuần thôi à? Sợ thì không sợ, chỉ là anh quan ngại sâu sắc một tí thôi. Em biết nấu ăn nhưng mà em không thích, em chỉ thích gọi là sơ chế. Thì anh có nhận xét gì về cái vấn đề đó không ạ? Ai cũng vậy, con chim sẽ bay về tổ ấm. Còn người ta thì thích cảm xúc tích cực. Tức là em đi đâu em muốn về nơi nào đó mà chào đón mình ấy. Giả sử như em lập gia đình đi, mà người chồng em muốn em nấu cơm thì em có sẵn sàng em thay đổi hay sẵn sàng em tìm hiểu không để em nấu được? Dạ có. Quá dễ, lên Google gõ, ta nói rất nhiều cách nấu ăn, anh là không biết nấu ăn. Cứ như thế mười mấy năm mình trở thành một đầu bếp gia đình. Đơn giản là nói như thế để thấy các bạn thấy rằng là không biết nấu ăn, mình học nấu ăn. À, không có khó, lên Google search nấu món gì ra hết. Em tìm một người bạn đời như thế nào? Em tìm một người bạn đời có thể đồng hành cùng em. Chứ đừng gọi là em không có khái niệm là hai người phải hy sinh vì ai đó mà hy sinh, mà hai người phải cùng nhau đồng hành với nhau thì cái đó là mới gắn bó, mới bền lâu được. Chứ một người mà hy sinh và một người kia không trân trọng thì cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ không có kéo dài lâu được. Nếu hai người cãi nhau, ai là người xin lỗi? Theo em thì sao? Tại vì cái tính của em á, nhiều khi cũng ngang. Dạ. Nếu vậy thì em hãy đọc thật kỹ cuốn sách anh tặng em á. Dạ. Nó dạy chúng ta biết điều tiết cái cảm xúc của bản thân rất là nhiều, kể cả lúc vui, lúc buồn, giận dữ. Và lý giải rất là hay. Rồi, chúng ta hãy tiến gần đến nhau. Nào, nắm tay nhau để cảm xúc về nhau. Em có năng khiếu hát hay đọc thơ gì không? Em hát. Bây giờ là tháng 11 rồi nhưng mà em hát một bài liên quan tới tháng 10. Ta gặp nhau vào chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La la la, la 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Trời ơi, trời ơi, lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình say du đu du đu. Em xin hết ạ. Em có giọng ngọt ngào, dạ, dễ nghe, dễ thương. Anh chỉ nhớ duy nhất một bài thơ ấy, là ngày xưa đọc lén được thư tình của mấy cái người mà viết cho dì anh từ lâu lắm rồi. Dạ. Hồi anh còn nhỏ. Đó là có một câu như này: anh yêu em có tiếng nói dịu hiền và đôi mắt của mùa thu trong sáng. Anh yêu em không có ngày có tháng và chỉ biết không nhớ em là không được. Dạ, cảm ơn anh, bạn thơ rất là hay. Mời các bạn về vị trí. Bây giờ các bạn đã trao đổi với nhau, các bạn đã nhìn nhau, được sự góp ý của hai bên gia đình. Chúng ta đã nắm tay nhau để cảm nhận cảm xúc về nhau. Suy nghĩ xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Suy nghĩ xem ta có nên bấm nút hay không. Trái tim mình có rung động thật sự hay không. Bấm nút là trao duyên đi. Chúng ta không bấm nút vì bất kỳ điều gì nha các bạn. Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ quyết định. 3 2 1 Hết thời gian. Anh xin chia sẻ một chút thế này này. Anh nghĩ rằng bên ngoài kia sẽ có rất là nhiều chàng trai bấm nút cho em. Nhưng mà anh nghĩ rằng cá nhân anh nghĩ rằng anh không phải là người phù hợp với em. Cảm ơn bạn đã chân thật với trái tim của mình. Rất tiếc các bạn chưa rung động, chưa bấm. Thì đúng như bạn trai nói, ở ngoài kia có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái, và cũng rất nhiều em gái sẽ hợp với chàng trai sẽ bấm nút cho em. Chúc cho hai chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ từ trái tim của các bạn. Món quà của các bạn vẫn giữ lấy làm kỷ niệm. Người lạ ơi, có đôi khi chúng ta gặp nhau trên đường đời một lần nữa thì sao? Hiện giờ thì cảm giác bạn gái thế nào? Mình không thể đi cùng nhau, nhưng mà mình có thể là bạn của nhau. Đúng rồi. Mình sẽ có thêm một cái mối quan hệ mới. Biết đâu sau này em có dịp về Vũng Tàu thì em cũng có thể
liên hệ với anh, hoặc là sau này em có thể em mua căn hộ hoặc là mua nhà gì đó thì em cũng có thể liên hệ với anh, hoặc là anh cần ô tô thì anh có thể liên hệ với em, không vấn đề gì hết. Đúng rồi, một cô gái rất bản lĩnh, coi như giao tiếp liền luôn đó. Đúng giao rồi. Tiếp đặt mối quan hệ buôn bán liền ngay và liền. Chúng ta cứ đưa ra quyết định của mình, đó là quyết định của mình, cho dù người khác không quyết định đúng như mà ý mình muốn, đó là bản lĩnh của một người con gái. Anh rất là phải nói rất nể em vì điều đó. Dạ. Chúc các bạn sẽ